Lễ chuyển giới hôm nay là buổi lễ đầu tiên được tổ chức ở Mỹ. Quý vị là những người Phật tử đầu tiên ở Mỹ, quý vị không nên nghĩ rằng sẽ có nhiều khó khăn bất tiện trong việc tu tập đối với hàng sơ tâm. Quý vị sẽ phải dấn thân vào khổ nhọc vì không có một dạng thức nào để mô phỏng theo cả. Không có những tiền lệ nên quý vị sẽ không biết tu như thế nào và làm việc gì. Có khi quý vị thấy mất phương hướng, quý vị sẽ gây ra lỗi lầm mà không biết đó là sai phạm tại sao vậy chỉ vì cơ bản là quý vị không biết mình đang làm gì và không biết học ở đâu mặc dù phật giáo nhật bản đã truyền đến mỹ quốc trong thời gian khá lâu đó là một loại phật pháp như chất hóa học tổng hợp nói thế có nghĩa là nó có khuynh hướng trừu tượng thiếu thực chất căn bản quý vị có thể gọi những gì họ làm là phật pháp nhưng thật sự đó chẳng giống phật pháp chân chính tí nào cả nhưng nếu quý vị cho đó là thế gian pháp thì họ sẽ bảo rằng đó là phật pháp không dễ dàng để nói thật sự nó là gì vì không có một khuôn mẫu nhất định do đâu mà không có vì nó không có một nền tảng chân thật chẳng hạn như có vị hòa thượng người cao ly tuyên bố mình là người thuộc phái thiền tào khê thật khó hiểu nổi dòng thiền tào khê đã truyền bá đến cao ly như thế nào đây thật là trường hợp treo đầu dê bán thịt chó nhưng những thứ ông ta bán là đất bùn của xứ cao ly trong khi ông ta treo lên bảng giọt nước của tào khê nhưng thật ra chẳng có giọt nước nào ở đó cả thì làm sao có thể gọi là tào khê được thực ra tôi chẳng thích nói như thế này nhưng tôi thấy những dạng người này thật đáng thương đó là trường hợp của người đuôi dẫn đường cho kẻ mù ông ta tuyên bố là người thuộc dòng thiền tào khê và một số trí thức người mỹ theo ông ta rồi cũng trở thành môn đồ của tào khê luôn nhưng khi hỏi nguồn gốc chính xác của thiền tào khê thì họ không thể trả lời được tào khê ở nơi nào nơi đó trông ra sao họ chẳng biết đây thật là sự giả mạo lố bịch Nay quý vị đã thọ nhận giới luật từ một tông phái Phật giáo chân chính, đây là Phật Pháp chân chính, hoàn toàn khác hẳn với các giáo phái là đạo. Lấy danh nghĩ đạo để lừa lọc tài sản của mọi người, chẳng hạn có nơi đã giao, trả cho tôi 65 đô la, tôi sẽ chuyển Pháp cho bạn ở đây không phải như vậy nay quý vị đã nhận giới y tiền mà quý vị cúng dường không phải cho tôi mà để may sắm giới y này từ nay bất kỳ lúc nào tham dự pháp hội quý vị cũng đều nên mang giới y đó là biểu lộ lòng tôn kính phật pháp tăng pháp hội này sẽ kết thúc vào ngày mai từ đây trở đi khi ở trong pháp hội người mang pháp đi sẽ đứng trước người mang thường phục đứng sau cũng vậy người thọ giới trước thì đứng trước người thọ giới sau thì đứng sau đây là thứ tự trong đạo phật Hôm nay tôi xin chúc mừng tất cả quý vị đã trải qua suốt 3 tháng tập trung tâm ý để học kinh. Dù việc học chấm dứt nhưng việc thực hành công phu thì mới bắt đầu. Thực hành điều gì? Quý vị phải giúp toàn thể chúng sanh trên thế gian này chấm dứt được khổ đau. Nỗi khổ của chúng sanh ấy chỉ được chấm dứt nếu mọi người đều góp sức vào. Nỗi khổ của kiếp người không hạn cuộc ở một quốc gia nào. Con người bị khổ đau trên khắp cả thế giới cho nên mới cần sự có mặt của các vị đại trí huệ để thức tỉnh, nhắc nhở đến sự khổ đau của nhân loại. Nhờ thế con người mới biết cách tìm cầu sự an lạc chân thực. Nỗi khổ lớn nhất là gì? Nguồn gốc lớn nhất của khổ đau là tâm tham. Tham lam là một trong những phiền não lớn nhất. Tâm sân hận cũng là một trong những phiền não lớn và si mê cũng là một trong những phiền não lớn. Nên ba thứ tham sân si được gọi là ba món độc thế nhưng loài người lại thấy ba thứ này là ba người bạn thân thiết nhất Thế nên từ nay bạn phải miễn cưỡng khi chia tay với các người bạn ấy, do thiếu hiểu biết con người không từ bỏ được ba thứ độc này, nếu họ hiểu biết được điều này, sự khổ đau của con người sẽ được chấm dứt ngay. Pháp hội thủ Lăng Nghiêm lần này chúng ta bắt đầu từ ngày 16 tháng 7, chúng ta đã liên tục nghiên cứu cùng với công phu tu tập suốt từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày. Thời gian 3 tháng này thật là giá trị vô cùng, bây giờ thời gian quý báu này đã trôi qua, quý vị phải chiêm nghiệm về những kiến thức quý báu này và ứng dụng vào việc tu tập ngay nơi thân tâm mình quý vị phải truyền đạt lại cho toàn thể nhân loại trên thế gian này về phật pháp mà quý vị đã học được để cho mọi người biết cách chuyển hóa khổ đau biết cách đạt được niềm vui biết cách đạt được trí tuệ đừng nên làm những việc xuẩn ngốc hoặc làm những việc chẳng đem lại lợi lạc cho chúng sinh pháp hội này được xem là một hình thức truyền bá phật học đầu tiên trên toàn thế giới trước đây hoàn toàn chưa có mặc dù có rất nhiều nơi giảng kinh pháp nhưng ở đó không học từ sáng đến tối mà chẳng nghỉ như chúng ta vừa học Nay quý vị nên mang những điều mình đã được học ra cứu giúp cho toàn thể chúng sinh trên toàn thế giới đang phiêu dạt trong biển khổ, giúp họ thoát khổ, thấy được niềm an lạc và nhanh chóng đạt được đạo giác ngộ, đó là hoài bão của tôi.